tổ một phường Tân Quang tham gia mô hình với chủ đề sơ cứu hỏa. Thưa quý vị, trong nhiều năm qua trên cả nước thường xuyên xảy ra nhiều vụ cháy nổ gây thiệt hại lớn về tiền của, tài sản và tính mạng của con người. Đến tháng lễ hội trung thu, tổ dân phố một phường Tân Quang mang đến cho nhân dân, du khách mô hình cứu hỏa, phòng cháy, chữa cháy với mục đích tuyên truyền đến nhân dân và du khách. Trong quan niệm của người Việt, rồng luôn là con vật linh thiêng, biểu tượng cho quyền uy, sức mạnh và hình ảnh lưỡng long chầu nguyệt, không chỉ biểu tượng cho sức mạnh tâm linh mà còn ẩn trong đó những giá trị nhân văn, phản chiếu trí tuệ, ước vọng của con người và nền văn hóa cổ xưa. Trong tâm thức người dân Việt Nam, rồng luôn có vị trí đặc biệt về văn hóa, tín ngưỡng. Nó biểu tượng cho quyền uy tuyệt đối của các đấng thiên tử. Rồng cũng đứng đầu trong tứ linh Long, Lân, Quy, Phật. Rồng xuất hiện của sơ khai với sự tích con rồng cháu tiên và tập quán trồng lúa nước, trong đó rồng đóng vai trò giúp cho gió mưa thuận hòa. Hơn nữa, rồng tượng trưng cho sự phồn vinh với sự đoàn kết thống nhất, biểu hiện cho sức mạnh của dân tộc. Tổ dân phố số 7 phường Tân Quang lựa chọn mô hình lưỡng long chầu nguyệt với mong muốn và khát khao tỉnh Tuyên Quang, thủ đô kháng chiến, luôn phát triển mạnh mẽ, phồn vinh, góp phần đưa đất nước Việt Nam hóa rồng. Về với Tuyên Quang là về với thủ đô kháng chiến, về với vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, xứ sở của những truyền thuyết, những huyền thoại, là miền đất thiên nhiên vô cùng phong phú, nơi đất lành chim đậu từ xa xưa. Vẻ đẹp của núi non trùng điệp hùng vĩ lại có 99 ngọn núi với truyền thuyết về chim phượng hoàng vua của các loài chim đã về xây tổ và chọn kinh đô của các loài chim. Bằng sự cống hiến đam mê sáng tạo không ngừng nghỉ, người dân tổ số 6 tập phường Tân Quang đã mang đến đêm hội trăng rằm năm 2024 nhóm tác phẩm độc đáo đặc sắc với chủ đề huyền thoại xứ Tuyên, mời du khách trong nước đến với lễ hội thành Tuyên. Mô hình tự nhiên và được trải nghiệm trên thác Quỷ Nhi, thác Mơ, ở đây mệnh danh là Hạ Long trên Cạn, một vẻ đẹp siêu kỳ, bức tranh thủy mặc cổ tích giữa đại ngàn núi rừng làm say đắm lòng người. Rồng là một hình tượng có vị trí đặc biệt trong văn hóa tín ngưỡng của dân tộc Việt Nam. Rồng là linh vật đứng đầu trong tứ với truyền thuyết con rồng cháu tiên. Rồng là niềm tự hào về dòng giống cội nguồn của người Việt. Đến với cuộc thi mô hình đèn trung thu năm 2024, tổ dân phố số 4 phường Tân Quang chúng tôi tham gia lễ hội với mô hình rồng vàng đất Việt, là biểu tượng đẹp gũi với người Việt Nam, là linh vật linh thiêng gắn với nguồn gốc con rồng cháu tiên của người Việt chúng ta từ ngàn đời lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Mô hình gồm một đôi linh vật với màu sắc chủ đạo là màu vàng và màu xanh, tượng trưng cho uy quyền tối thượng thiêng liêng. Màu xanh tượng trưng cho niềm tin và hy vọng, hai màu phối hợp tạo nên sự sinh động huyền bí. Đặc biệt là đôi lân sư rồng có đôi là hiện thân của âm dương hòa hợp, tạo cảm giác thư thái yên bình trong lòng người chiêm ngưỡng. Mô hình xuất hiện của hai linh vật hàng đầu trong tứ linh Long Ly Quy Phật, từ đặc trưng của loài lân, loài vật này xuất hiện báo hiệu điềm lành sắp đến, biểu tượng cho sự uy nghi, trường thọ và niềm hạnh phúc lớn lao. Nổi bật là đầu lân mang nét riêng của loài nửa rồng nửa tú mối sư tử, miệng rất rộng và miệng há to, răng dài nhọn, đôi mắt chớp chớp liên hồi linh hoạt, ẩn chứa bao điều huyền bí và oai phong như ngỡ ngàng trước những người chiêm ngưỡng. Binh khí thô sơ nên chưa đủ sức mạnh để chiến đấu chống lại quân giặc. Nhiều lần khởi nghĩa đều bị thất bại. Đức Long Quân nhìn thấy tấm lòng chiến đấu quả cảm và tinh thần yêu nước của quân và dân, liền quyết định cho nghĩa quân mượn Thanh Gương Thần để họ tăng thêm sức mạnh chiến đấu. Từ đó, dưới sự lãnh đạo của Lê Lợi và nhờ Gương Thần mà ý nghĩa quân đã
Giặc Minh, muôn dân lại được hưởng thái bình sau khi đánh hết giặc, Lê Lợi lên ngôi làm vua để trị vì và thống nhất đất nước. Một năm sau, nhà vua cùng các bề tôi ngồi dạo trên thuyền rồng. Tức Long Quân sai rùa vàng lên để lấy lại lương báu. Khi thuyền ra giữa hồ thì bất ngờ dưới làn nước xanh có một chú rùa vàng ngoi lên cất tiếng: "Thưa nhà vua, lúc trước Tức Long Quân cho nhà vua một thanh gươm thần để đánh giặc. Nay nghiệp lớn đã hoàn thành, xin nhà vua hãy trả lại gươm thần." Và thì tuổi còn nhỏ, Trần Quốc Toàn đến nhưng vua không cho vào dự họp, lại còn an ủi thưởng cho một quả cam. Và Trần Quốc Toàn lấy làm xấu hổ, nghĩ vua coi mình như là một con nít, rồi với lòng buồn tủi căm thù giặc uất nghẹn trào lên. Cậu bé Trần Quốc Toàn đã bóp nát quả cam trong tay lúc nào không biết. Có lẽ đây là câu chuyện mà quý vị chúng ta vẫn thường được lắng nghe. Đầu năm 1285, giặc Nguyên Mông ồ ạt kéo sang xâm lược nước Nam. Trần Quốc Toàn chỉ huy đội quân thiếu niên của mình sát cánh với đội quân của thương tướng Trần Quốc Khải đối trận với giặc. Tự mình xông lên trước quân sĩ, giặc trông thấy là biểu tượng của sự đoàn kết, tinh thần yêu nước, sức mạnh phi thường của con người đất Việt. Từ một cậu bé không biết nói, không biết đi, nhưng khi nghe loa nhà hoảng loạn khiếp sợ, ông Địa đã đến lấy linh chi cho nó ăn, sau đó thu phục được nó, và từ đó lân biến thành một con thú hiền lành, chỉ ăn thực vật mà không còn quậy phá dân làng nữa. Cũng từ đó, cứ đến dịp trung thu hàng năm, ông Địa cùng lân lại đến vui chơi cùng mọi người, đem theo may mắn, phước con, 50 người con theo cha xuống biển, 50 người con theo mẹ lên rừng. Người con trưởng ở lại đất Phong Châu làm vua, lập lên nước Đại Việt, lấy nét hiệu hồng. Từ đó, người Việt luôn tự hào về dòng sống tiên dục. Dòng là con vật huyền bí, đại diện cho quyền lực, sự may mắn, thịnh vượng, sự thăng tiến, là tín hiệu tốt lành trong mưa thuận, gió hòa của những chàng trai người Mông khi cùng bạn tình đi chảy hội xuân. Với con ngựa vàng trở thành nét đẹp văn hóa độc đáo, tượng trưng cho sự ấm no, hạnh phúc và bản sắc các dân tộc Việt Nam Tây, mô hình nhộn nhịp khắp nơi, đèn hoa rực rỡ kính mời khách thăm, nét đẹp truyền thống bao năm, phong trào quần chúng trăng rằm trung thu, mô hình đủ loại hình thù, bàn tay sáng tạo cần cù thông minh, quà cho các cháu thiếu nhi gửi bao công sức ân tình yêu thương, sau này không chỉ độc đáo sinh động đẹp mắt, ghi dấu ấn về sự khéo léo tài hoa và đầy sức sáng tạo của người dân, mô hình còn là biểu tượng của niềm tin và hy vọng của người dân tổ 15 về một cuộc sống xanh, có muôn hoa đua nở, có cánh bướm sông dinh hòa quyện với khung cảnh thiên nhiên trong lành. Thông qua mô hình còn thể hiện sự quan tâm chăm sóc của các ông bậc, ông bà, cha mẹ đối với thế hệ tương lai của quê hương đất nước. Với các cháu thiếu niên tổ 15, mô hình chúc mô hình ảnh liên hoan trăng sáng ngập đường làng dưới ánh trăng vàng.
cười anh.